bông của mình đó. Bà con nông dân mình thấy không? Giờ chơi kiểu hình thức gì nè, lấy dây mà chặn giữa vậy nè, khỏi cần mua cây, tốn tiền, thấy chưa? Mau hơn. Dạ, mau hơn nữa. Sao đó? Nữa nó thấy vậy chứ thật chắc nữa nó cũng bắn cái lượng bông ra nha thành. Cũng vậy phải không? Tại vì do cái lại gì? Cái lượng mà hồi xưa mình xịt đậu mầm á, nó có trong sẵn rồi. Khi mà đầy đủ dinh dưỡng nữa nó bắn ra luôn à. Đọt nó già nó bắn nữa. Nó bắn nữa à. Mình không có mong muốn vậy, mình muốn nó làm một phát một. Thì đúng rồi, mà là do cái vấn đề là gì? Cái vấn đề là chừa rồi nó đi đọt. Nó đi đọt thì bắt đầu nó cạnh tranh dinh dưỡng rồi. Mấy cái nụ này xài được không? Được. Được. Cái này thì được nè. Trái vẫn bự à. Ăn thua rồi mình có yêu cầu ra trái rồi thôi, rồi nữa mình đi dinh dưỡng, mình nuôi trái, nuôi bông. Cái clip này rồi nó xấu dữ lắm, xấu. Đất này nó bị phèn nha. Đất này anh thật bị phèn, có nghĩa là đất này á, là thường là đất bên vùng bên đây á là pha cát rất là nhiều, thành ra trồng mít á nó hay bị phèn ở giữa nè. Nhưng mà đúng ra mít á trồng ở bên đây á là phải trồng cái clip như vậy đó, chứ đừng có trồng kiểu thích như vậy nè, có nghĩa là mặt bờ nó quá trời nó rộng như nè, phèn ở đây nó thoát không được, nó giữa đây xin chứ đâu lấy được mâm mũ đẹp rồi được. Gì cũng được rồi, cây cũng 2-3 bông cũng được rồi. Gì vừa xài rồi. Đây. Không có ra mà sợ. Này không đi tỉa bỏ thành uống. Có mình anh đi tỉa, trời ơi kêu nhỏ kia thì nó chưa có lợi được. Vậy làm cho nhiều vô. Đợi lắm rồi. Khi không bỏ kìa, bây giờ mình thấy bọn ngoài khác bên nhà rồi bỏ cũng uổng. Hốt. Hốt về, hốt cục, chết. Hốt. Ông trồng bức hạt nè, chứ không được tạm. Giờ ông trồng sẵn nè, ông vô nè, ông hốt nè. Hốt. Đúng không? Đất mà cô bé đảo lên không ngon lành. Nhiều cái lớp đất sét ở dưới lên. Dưới lên không bốc hết trơn à. Mà dùng này á, nếu mà trường hợp đúng tốt á, anh phải chịu khó anh xài phân hữu cơ nhiều rồi nó mới tốt được. Chứ cái dùng này mà xài phân hóa học nhiều quá là cây đi luôn. Cái này từ trong đó này nó cũng yếu viên rồi nó làm đập thử. Chiều nay đi lãi được chưa? Thì đi đó, đang lãi nè, đang lãi rồi, anh ra rước á. Trời ơi, đẩy nhiều quá. Dư bông rồi. Gà tới dư gốc rồi. Nãy giờ ông kêu mấy bà bán vé số á. Đi bà đi tiếp đi. Ta ví dụ như bây giờ bán ngày bà bán 100 tờ đúng không? Quốc 100 tờ hết em, biết đâu chiều nay chúng đục đất làm sao? Chiều mà chúng đục đất nữa là ngon nha anh. vô kêu bà vừa lãi vừa bán vé số luôn, này bỏ hết rồi. Chưa. Thấy gần gốc quá. Gần gốc nhưng mà có những thằng nụ này đẹp dữ lắm nè. Có những thằng nó đẹp bắt buộc mình phải chừa lại. Chứ đâu phải mình nói là mình bẻ là bẻ hết đâu. Mấy đó đẹp cực kỳ không? Đó. Thấy không? Đó. Đường
đẹp quá mà. Không, một số vườn của em làm á, còn một số vườn bà con nông dân mà tự làm á là em nói anh te tua rồi. Nó ra anh chút chạy ngang cái chỗ ông này nè, ngoài bờ kìa, nó ra được một cả thước cái cuốn. Còn vườn mít già trên kia đâu 60-70 cây gì ngày qua lên xịt rồi, nay nhú nhú mầm lên thăm chết một chốt cây. Trời trời, cái gốc đau lắm. Không gọi lấy cái bộ nấm chứ đây mà đê 79 xịt rồi tử rồi đó, mình đang chết dữ. Cái gì mít sao mít giả? Mít giả hả? Ừ, xì mũ hả? Xì hết một chục cây. Trời ơi, vô cái mùa rồi. Vô cái mùa xì mũ rồi, có nghĩa là mưa tới nè nha. Mưa xuống nè. Rồi thấy cái cảnh nè. Vườn này cũng chết mấy, có cây đầu trên chết 2 cây. Cũng xì 2 cây rồi. Đây đi vườn nhà. Vườn là được rồi phải không? Đây. Rõ ràng. Bông nó đi đã. Chứ còn lá nó bị bự này nên tôi cái này là 2-3 trái chuyện bình thường. Cái này nè, 2-3 trái là chuyện bình thường. Ghê lắm, nó không về, nó cột hai nhánh này qua mà chưa cột nữa. Ừ, hai nhánh này phải cột nha. Chứ hai cái nhánh này mà anh không cột một cái nha là em nói là vô mùa mưa là tét đó nha. Mưa rồi chứ vô gì nữa, đây dông khủng khiếp. Sát bên sông lớn hả? Này là phải cột lại cái nặng lại. Anh chặn 3 cử lá anh. 3 cử rồi đó. Đất này cây phèn, hôi nước, bị phèn quá bởi vì cây nó không phát triển nữa. Biết này chi biết nhà mà nó ra bông hết cũng được. Cây trái được hai. Bông cũng được. Đấy, trong một mùa này. Vậy đó xịt tầng ngay. Cây này mấy cây này bị trái rồi. Cái mẹ rồi nó cũng không có lá trên nè, rồi nó ra cây lá nó mới được gì nè. Vậy không biết sao cây học tính đánh cái học cho người chưa. Cây học không được đâu. Cây ngang ra nè, mà cây ngang ra đứt dễ hư. Không được đâu. Rất dễ rồi, dễ mít bây giờ nó nhiều lắm rồi. Không nghĩ ra hết luôn chứ gì gì. Không muốn đâu, phải không hả? Được, tôi gai đó. Nuôi lên. Nè, có cái clip bên đó đó. Nè, clip đó dít bụng lên đó, dở á. Ừ. Không có bông ngon mà nó đọt quá rồi. Đi đọt đúng không? Đi đọt. Bữa nay màu đọt nó mới ghen lại nè. Cầm tới rồi. Chứ để đi đọt hoài là coi như thua luôn. Trời ơi, cây này tỉa bớt bớt anh. Quá trời. Trái một mà. Trái một mà 4-5 bông. Đất này phải đất này muốn cây tốt là phải xài hút cơ lên. Xong rồi gãy 2 tấn 007 với một chục bao bu mát. Dạ. 5 bao 20 15 10 bao ta 10 bao luôn. Cái đất này mà đất này mà xài phân quá học nhiều quá rồi. Đất này không bao giờ cây tốt nổi. Trời lắm rồi. Đó. Ông chủ trước ông mướn ông gãy qua học ông ăn cơm nè. Quá tờ. Bông mập bông này. Bông này mấy bông này cũng bán nè. Ông có đi lãi sơ sơ rồi lần rồi đó. Lãi xương xương nó đi. Lãi xương xương lần rồi đó. Trời ơi, anh gì là ngon quá. Thấy không? Dạ. Ngon rồi. Con hơn.
Ừ. Trái có tiền anh ơi. Tôi thấy vậy tôi cũng hơi đáng đáng. Được rồi đó. Mấy lúc già trên mấy cái mít già đến thịt mới có hai phát ra dí nhú bộn rồi. Mà giờ nó hết quá rồi cũng thấy đáng. Dạ anh, cây nó bự hơn cái này nhiều, bên đó bự hơn cây bên vườn đó nhiều. Đó có cái mương chính giữa nè, rồi cái thằng mướn nó đè nó móc nó lắp lại hết trơn. Líp lại rồi đi phèn. Phèn của bà giữa là dữ lắm. Cũng đi tỉa ba nhận chê bỏ lại gai gai rồi. Con mình đó, đi đụng bên đây cái chỗ bên kia cái đi gì rồi. Đi qua bánh chè là phải gì không nè anh em ơi. Con vườn này độc nhất vùng nhị nè anh ơi. Miền Tây là thấy là hổng gai là đi là đó giờ đi là mới thấy vườn này đúng không? Là độc nhất vùng nhị luôn. Là dây gì vậy nè. Ha. Ha. Này thì đâu có bông à. Trời. Đừng. Thằng này đừng có ngắt, bỏ ổn lắm. Để đi, nuôi lên vẫn có trái bình thường nha. Cái này nhộng quá, nó nụ luôn ấy rồi, nụ gió rồi. Thấy vậy chứ anh nuôi lên nha anh Thành. Anh nuôi lên nó vẫn lớn bình thường nha. Yêu cầu á, cái nụ anh thấy hồi nhỏ nó nhỏ thiệt. Nhưng mà khi á, anh chặn đọt lại đúng không? Là nụ nó vẫn lớn bình thường nè. Đó cái nụ đứng, đứng kim hết rồi. Yêu cầu đứng lại là cái nụ bự à. Dinh dưỡng nó dồn vô nó nuôi cái vàng bông của mình nè. À. Còn nếu mà để cho nó cạnh tranh dinh dưỡng là coi như thua luôn. Nó trồng quá trời 2400 cây rồi mấy cây nhỏ nhỏ nổ vụt bớt. Thằng dữ dày quá vậy. Trồng lấy bò. Ông này à trồng lấy bò hả? Hèn gì. Đúng đâu ông mẹ vậy sao có 3 năm nữa thôi mình để ăn luôn chứ mấy ông kia kêu mình chặt dục bớt thì sao chặt. Ôi, chặt gì mấy cây nào đẹp thì chặt còn mấy cây nào bự cái mẹ nó đi. Tưởng đâu ông này có dòng họ nào bên ăn gì gì Hậu Giang của em chứ. Hậu Giang em chơi gì không đến đây chơi chị cua vậy hả? À 2 mét cây chơi tới vậy này nó dày quá vậy thì mình đi dinh dưỡng hơi nhiều chút phải không? Ừ vậy lấy chút thôi. Được rồi, được rồi. Làm gì vậy? Ngon. Có ốc cạp rồi nha. Ốc ma nó cạp nè, lên cạp nè. Ừ, bông thường tới mùa mưa tới là ốc ma lên nó cạp rồi. Bà bảy đó. Phải lắm ngọt. Cái mùa này á, cái trái thứ nhất này nè nó hay xấu lắm nè. Ừ. Nhưng mà trái thứ hai có thể là nó xấu luôn. Trái thứ ba anh vẫn chưa được bình thường, vẫn lớn nha. Nó bị biến dạng trái thứ nhất. Biến dạng tại vì do cái là gì? Cái tháng nắng nè, nó ra nó không phải như tháng mưa. Ừ. Như tháng 8, tháng 9 là cái thời gian đó mình làm bông đúng không? Búp bự. Cái búp nó bự bành kỳ nè, cái trái cực kỳ đẹp mà ngược lại cái tháng 2, tháng 3 hầu như năm nào cũng vậy hết. Trái đều xấu hết. Trái nhất á. Mình ra con mình mò. Cái gì vậy?
trồng ruộng xa xa có lộn cái mít lá vàng nó mít tiêu mít đỏ sơi đỏ ô sơi chắc tùm lum hết trơn tứ lung tung mà tứ lung tung hết được ok đi vô ngưỡng là ngon đọt này là nó chặn đọt lại là xanh cái vàng lá đang mung rồi sầu riêng nha sầu riêng nha sầu riêng là trồng kiểu này là qua ganh hết hả nè ganh đó quất được muốn phần cây có cây quất qua quất xa luôn thôi đất mướt thôi kệ trồng